khói thuốc lá rất độc hại, tấn công mọi cơ quan trong cơ thể của những ai hít phải nó, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư cho cả những người chưa bao giờ hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc. Điều đáng sợ là bạn không nhìn thấy kẻ giết người này. 85% khói thuốc lá thụ động là không thể nhìn thấy. Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Không hút thuốc lá tại những nơi công cộng.